ngày xưa có nhau buồn vui, những ngày xưa biết bao mơ mộng, những ngày xưa lấm lem đôi bàn tay, từng ngày mưa nắng thấm đẫm bờ vai. Ta vẫn không quên nhìn về phía trước, dù những lo toan nhọc nhằn vây quanh, bao phút yêu thương vẫn thắp sáng môi cười, đôi khao khát vươn lên đổi thay đời mình. Hạnh phúc giản đơn là khi ta có nhau, rồi tất cả chỉ còn là quá khứ. Mái ấm ngày xưa xa vắng những nụ cười, ta bỗng bơ vơ ôm mãi giấc mơ hồng. Vậy lấy đời ta chỉ còn là đêm tối, giờ trong nỗi xót xa chợt nhận ra ngày tháng bên nhau là hạnh phúc đời mình. Ai nhớ thương ai xin chớ quên đường về, mái hiên nhà xưa đong đầy nhớ thương. Anh muốn nói chuyện gì vậy? Anh rất lo cho bé Nhí. Từ ngày thoát nạn sau vụ bắt cóc, con bé trở nên câm lặng, không nói chuyện với bất kỳ ai. Em cũng không hiểu sao bé Nhí lại trở nên như vậy. Bây giờ phải làm sao hả anh? Hiện nay anh đang ở nhà trọ nên không tiện mang bé Nhí về ở chung. Em có thể mang con bé về ở để chăm sóc cho chu đáo hơn không? Không được đâu. Sao, em có mang con bé về nhà được không? Em nói không được mà. Tại sao không được chứ? Tình trạng của cô Bin như vậy, em e rằng... À, tôi hiểu rồi. Anh hiểu là hiểu gì? Cô sợ bé Nhí về ở chung với cô á sẽ cản trở chuyện riêng tư của cô chứ gì? Ý anh muốn nói gì vậy? Cô tự mà hiểu đi. Tình trạng của cô Bin đang không tốt. Tôi lo sợ á, bé Nhí nó về ở chung á sẽ lây bệnh về chơi game. Anh có biết bây giờ cô Bin nó nghiện game rất nặng không? Bao nhiêu chuyện xuất hiện, nó vẫn lao đầu vào chơi game như vậy. Trời ơi, cả hai đứa con được gặp chuyện, bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Phi. Dạ. Cô ở phòng đó thấy thoải mái không? Dạ thoải mái. Con thấy yên tĩnh, sạch sẽ và thoải mái mà bà Năm. Con dễ mà. Ừ phải sạch sẽ thôi. Dạ. Năm. Gì nữa đây? Con xin miếng ớt đi. Trời ơi, bộ mày tính lột lưỡi hay sao mà ngày nào mày cũng xin ớt mày ăn vậy hả? Giờ ông Tám. Không phải. Chứ sao? Tại vì đang kho cá ngừ, kho nửa chừng cứ sực nhớ ra là thiếu ớt, hồi sáng quên mua. Cho con xin đi. Để đó, tao vô tao lấy cho. Thưa bà Năm, con về. Con về. Chào chị. Chị ơi, làm ơn cho hỏi. Hỏi gì? Chị cho hỏi đây có phải là nhà trọ của bà Năm không? Muốn gặp bà Năm hả? Không. Chị cho em hỏi cái cô gái mới vừa đi vô á. Cô gái nào? Đây nhiều cô gái lắm, tôi cũng cô gái nè. Cô gái mặc áo đen mới đi vô đó. Con Phi á hả? Dạ đúng rồi. Kìa, đằng đó đó. Dạ, cảm ơn chị nha. Tưởng tốt lành gì, hết thằng này tới thằng khác kiếm. Nhìn là biết làm nghề gì rồi. Cái gì vậy mày, Dạ. Cái miệng mày không sợ mọc da non hả? Nè. Cảm ơn Năm. Lần chót nha mày. Ủa có mấy trái gì hả Năm? Trời đất ơi. Đưa đây cho tao. Thôi. Cảm ơn. Con quỷ gì hả?
Sao anh biết tôi ở đây? Anh đã đi tìm em mất mấy tiếng đồng hồ còn gì. Anh thấy anh có quá ngang ngược không? Sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Thật tình em không biết gì sao Phi Lai. Em còn nợ anh một món nợ đời đó. Món nợ đời? Thật tức cười. Lẽ ra người nói câu đó phải là tôi. Phải là tôi, anh biết chưa? Sao em vẫn ngang ngược như ngày nào vậy Phi Lai? Thôi được, anh sẽ nói cho em biết món nợ đó là gì. Anh nói ra đi, rồi ngay lập tức anh biến mất khỏi chỗ này, biến khỏi thế gian này luôn thì càng tốt. Được, cô nghe đây. Món nợ thứ nhất, cô đã làm tổn thương mối tình đầu của tôi, làm trái tim của tôi tới giờ này vẫn chưa lành lặn. Còn món nợ thứ hai, tôi nhất định phải đòi cho bằng được. Đó là đứa con của tôi, cô đã giấu nó ở đâu? Cô nói đi. Anh đang đòi tôi hai món nợ mà tôi chưa bao giờ vay của anh. Thật là tức cười. Thứ nhất, người tổn thương mối tình đầu là tôi chứ không phải là anh. Anh không hề yêu thương tôi. Anh bị bạn bè thách thức. Nếu anh ăn nằm được với tôi thì chú sẽ chung tiền cho anh, khâm phục anh và tôn anh lên làm đệ nhất hào hoa. Anh coi mối tình đầu của tôi như một trò đùa, như một vụ cá cược. Vậy ai nợ ai? Còn món nợ thứ hai mà anh muốn đòi cho bằng được như lời anh nói hả? Phải, đúng rồi. Con của mình đâu? Đứa con đâu em? Em đã bỏ nó ở đâu? Nó chưa có một ngày về thấy ánh nắng mặt trời. Anh có hiểu không? Nghĩa là sao? Tôi đã hủy nó ngay sau khi tôi rời bỏ anh. Đứa con kết tinh từ một sự đùa giỡn. Tôi không cam tâm cho phép nó được nhìn nhận kiếp người này. Anh biết chưa? Cô ác lắm. Cô ác lắm, cô biết không Phi? Tôi đã hy vọng biết bao nhiêu về đứa con này. Tôi đã tìm cô khắp nơi. Đó là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi. Tại sao cô giết nó chứ? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao? Vì về sau tôi không thể nào có con được nữa. Ông trời quả thật là có mắt. Phải chăng đó là cái giá mà anh phải trả đó anh Tú à? Sao vậy ba nè? Ba nè, hú hồn hú vía. Trời ơi, vụ gì chú? Em có chuyện muốn bàn với anh chị. Có chuyện gì chú Trung cứ nói đi. Ừ, em định là đưa bé Nhí về ở lại với mẹ nó. Ai, chú nói gì? Chú định đưa bé Nhí về ở chung với chú hả? Em thấy đưa bé Nhí về ở với mẹ nó tốt hơn, ở đây nguy hiểm quá. Cái sự việc vừa rồi chẳng qua là sự cố thôi.
con gái tụi tôi cũng giống y như vậy. Ờ, đúng chứ đâu rồi. Phải riêng gì bé Nhí đâu. Em cảm thấy anh chị lơ là với cháu quá. Nếu mà bữa đó mà Hải Dương không cứu nó thì sẽ như thế nào? Chuyện đã qua rồi. Chú nhắc làm cái gì nữa? Trời ơi, chú Trung ơi, tôi thấy như vậy nè. Cứ để bé Nhí ở đây với vợ chồng tôi đi. Lần này hả, tôi sẽ chăm sóc cho thiệt với chú đàng hoàng, không để xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy đâu chú ha. Cô Tuyết á, phải còn chăm sóc cho cô Bin nữa. Thằng bé bây giờ trở nên quá hư hỏng rồi. Tôi nghĩ chú không nên để cho bé Nhí ở gần anh của nó. Nếu có chuyện gì á, chú sẽ ân hận suốt đời. Đúng rồi đó. À, Tuyết á, cũng không muốn nhận lại con. À, thôi thì nhờ anh chị chăm sóc cháu thêm một thời gian nữa. Nhưng mà lần này á, nhất định anh chị không được để con gái em ra ngoài mà không có lý do gì chính đáng, nghe chưa? Đúng rồi đó chú. Ừ. À, tâm sự em cũng phải nhờ anh chị, chứ em khổ tâm lắm. Ừ, chú biết không, tôi thề trước mặt chú nè, tôi chăm sóc nó cẩn thận à, tôi thề luôn á chú. À, bé thề rồi, yên tâm đi ha. Ừ, thề. Vô đi. Ủa, Bin hả? Ủa, Mừng Ngậu, bé Nhí đâu rồi? Bé Nhí trong nhà vệ sinh á, tới giờ nó còn hoảng sợ lắm. Nhí, Nhí, lâu rồi hai anh em mình đâu đi đâu chơi đâu ha. Hay là bữa nay hai anh em mình đi ăn lẩu bà kè, rồi à đi hát karaoke, đuổi thêm Mương Ngâu đi, được không? Ờ, ý kiến đó hay á. Chắc là lẩu bà kè ngon lắm ha. Mình đi nha Nhí. Em không đi. Sao vậy? Thì tại em không thích nên em không đi thôi. Nhí, Nhí, sao vậy? Nhí không còn anh hai nữa hả Nhí? Bây giờ chỉ còn hai anh em mình nương tựa vào nhau thôi. Bé Nhí mà không đi chơi với anh á thì còn ai đi chơi với anh nữa chứ? Nhí, nếu mà em không thích đi chơi á thì mình chơi giờ về tại nhà hả Nhí? Thôi Bin đi về nhà đi nha. Chừng nào bé Nhí muốn đi chơi á, chị sẽ điện thoại cho Bin. Vậy cũng được. Thôi anh về nha. Ừ. Cố gắng lo bé Nhí giùm anh nha. Biết rồi. Tao làm đám tang cho mày trước nha Khôi. Mày muốn hiu hắt hay là mày muốn hoành tráng? Hoành tráng? Không, con người của mày không thể nào hoành tráng được. Không ai thương xót cho mày đâu. Không, không, tao không chịu. Tao không can tâm. Tao không can tâm. Tao không can đâu. Tao không thể nào chết như vậy được. Tao không muốn, tao không muốn. Mày thử nghĩ đi. Tới bây giờ mày có được một mối tình nào chưa? Chưa. Chưa, không bao giờ. Mày chưa biết yêu thương ai hết mà. Không, đâu phải ông trời ông ác với mày đâu.
ông cho mày Thu, ông cho mày Tuyết. Nhưng sao mày đâu có biết quý trọng bọn họ. Mày lừa gạt mọi người, mày lừa gạt mọi người. Rồi cũng có một ngày, một ngày cũng có một người lừa gạt mày. Trong cuộc đời của mày chỉ có một lần lừa gạt duy nhất thôi, cũng đã đủ kết thúc cuộc đời của mày. Bây giờ mày đã đâm thía, hậu quả chưa? Tao làm đám tang cho mày, tao tự đeo tang cho mày luôn nha. Chắc không ai đeo tang cho mày đâu. Đâu có ai thương xót mày đấy. Đời của mày coi như hết, hết thật rồi. Chuyện qua rồi, Bé Nhí ngủ đi. Đừng có sợ nha Bé Nhí. Bé Nhí ngủ đi.
Mio Mio kìa. Sao rồi? Có rủ tụi nó không? Làm mất hứng à? Ổng đổi tính rồi. Tự nhiên giờ muốn ở nhà mới ghê chứ. Em gái ổng mới xảy ra chuyện nên ổng không có tâm trạng để đi chơi. Nhưng mà kệ ổng đi, tự nhiên giờ vợ chứ ngoan ngoãn, không đi chơi nữa mới ghê chứ. Chết rồi, chết rồi. Vậy là bây giờ tụi mình gây go lắm rồi đó. Nó mà không đi chơi á, ai ba tụi mình đi chơi, ăn xài chơi game chứ. Phải tìm cách gì đó kéo ống về với tụi mình mới được. Cách gì là cách gì chứ? Cả người đẹp như bé My á, không thuyết phục được nó, huống chi về tụi này. Ê ê, có khi nào á mẹ nó không cho nó đi chơi nữa không ta? Tao nghĩ chắc không phải đâu mày ơi. Nhà nó đâu có sợ ai đâu, huống chi là mẹ nó ngăn cản nó được. Nhưng mà mẹ nó không cho tiền nó, làm sao nó đi chơi với tụi mình? Mày nghĩ coi đúng không? Có thể. Tụi mình phải tìm cách kéo nó về mới được. Sao? Đúng rồi. Ok được chưa? Chừng nào có tiền anh mua cho Nhí uống. Mình còn tới 26 tờ lận mà. Để khi nào anh bán hết anh sẽ mua cho Nhí nha. Cứ dắt tụi nhỏ đi ăn đi, rồi ráng đi làm kiếm tiền bù vô. Bữa nay anh thấy em ốm quá rồi đó. Ba mẹ ăn đi. Anh để cho bé Nhí giùm em nha. Vậy lấy đời ta chỉ còn là đêm tối, giờ trong nỗi xót xa chợt nhận ra ngày tháng bên nhau là hạnh phúc đời mình. Ai nhớ thương ai xin chớ quên đường về, mái hiên nhà xưa đong đầy nhớ Thank you.
Nè, hôm nay chủ nhật, không sai không về nghe không bạn? Không sai không về nha, đó là lệnh. Ở cái khu trang trại này, chỉ có thằng Tú là đẹp trai nhất. Nhưng nếu nói về hào hoa phong nhã, mày không có cửa đâu nha Tú. Ông nói vậy là sao? Nếu tôi không đẹp thì ai đẹp hơn tôi nữa chứ? Mày không tin cũng không được. Nhưng mà mày muốn chứng tỏ mày là đệ nhất hào hoa thì mày phải làm cho tụi tao sáng mắt ra đi. Nhưng mà làm cái gì? Tao có cách cho mày thử tay nghề nè. Mày biết con Phi, kế toán của cô trang trại này chứ gì? Con nhỏ đẹp ác chiến có nét like ngoại quốc nữa đó. Vậy rồi sao? Mày ngu quá. Mày phải hạ nó cho tụi tao coi. Con nhỏ đó rất là chảnh. Sợ mày xin sách dép cho nó cũng chưa được. Còn đá cho mày một đá nữa chứ. Ê, đừng có khiên dễ thằng Tú này nghe. Bây giờ hai ông dám cược không? Nếu như tôi ngủ được với con nhỏ đó thì hai ông phải bỏ cho tôi 10 triệu. Dám không? Hấp dẫn nghe. Tao đồng ý. Nhưng mày phải chứng minh bằng cách làm cho con nhỏ lai đó có thai đi. Khi nào á mà mày dẫn nó đi khám thai, xong rồi mày cầm giấy khám thai lại đây, tụi này sẽ chung tiền cho mày. Ok. Ok. Quân tử nhất ngôn nha. Vô. Đâu đi. Cạn tiếp nha. Vô cái nữa coi. Vô. Cạn. Hai ông nhớ đó nha. Ừ. Ok. Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1980, âm tính. Chúc mừng cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ. Người tiếp theo, Trần Thị Minh Thu, sinh năm 1976. Dạ, chào bác sĩ ạ. Ừ, mời cô ngồi. Trần Thị Minh Thu, sinh năm 1976, âm tính. Chúc mừng cô. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh làm gì mà giật mình? Hình như là đang làm chuyện gì mà ám phải không? Anh đang lập trình một số phần mềm. Anh luôn luôn lúc nào cũng là một công dân tốt hết á. Em đừng có nghi ngờ anh. Thôi, vậy anh làm đi. Em sẽ nấu cơm nè, rồi mình ăn, có được không? Nè, hôm nay cô giáo cho anh ăn món gì đây? Tất nhiên là canh chua cá lóc rồi. Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn, nghe là thấy đói rồi. Nhưng mà hôm qua ai cho tôi ăn cá cháy gì ta? Thì có chút này chút kia gì? Có làm sao đâu. Nói chung là em sẽ làm xong rồi em kêu anh ăn, có được không? Hôm nay mà cho tôi ăn cá cháy nữa là coi chừng tôi đó nha. Anh á, máy tính cả ngày á, ăn thất thường như vậy á, xỉu như cô Bin á, em là mệt lắm luôn á, có biết không? Nói tới thằng nhỏ anh mới nhớ, cả cô Bin và bé Nhí đều mang một nỗi bất mãn vì gia đình như nhau. Thấy gia đình chị Tuyết như vậy á, em cũng thương mấy đứa nhỏ quá. Và em cũng thấy thương chị Tuyết nữa. Trước giờ bé Nhí lúc nào cũng vui vẻ với anh hết. Vậy mà sau khi gặp nạn, bé Nhí không nói chuyện với anh nữa. Bé Nhí cũng vậy.
cô Bin cũng không khá gì hơn. Xuất viện xong á, nó lao đầu chơi game, điên cuồng, bất kể ngày đêm. Chị Tuyết á, chị biết nhìn con mà khóc thôi à. Có phải tất cả đều quá muộn không anh? Bây giờ ngoài chúng ta ra, không ai có thể giúp bọn chúng lấy lại được cân bằng đâu. Cho nên là chúng ta không thể nào bỏ cuộc được, đúng không Thảo? Em tin mình sẽ làm được, có phải không anh? Chuyện đó là chắc chắn rồi. Yeah. Nhưng mà nè, hả? Hôm nay mà cho tôi ăn cá cháy nữa là có chừng nha chứ. Ai cho anh ăn cá cháy đâu? Đói bụng quá à. Từ từ đi, chút xíu nó xong rồi, đang lạc rau. Để anh phụ em chứ. Em có một món quà biếu cho anh chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm, đã chăm sóc cho bé Nhí bấy lâu nay. Anh chị cho em lên thăm cháu một chút nha. Cô Tuyết ơi, vợ chồng tôi có công cán gì đâu mà nhận quà của cô. Mà cô Tuyết lên rảnh làm gì? Còn bé Nhí hả? Nó không muốn nói chuyện với ai á, ngoài nói chuyện với con bé Mưa Ngâu nhà tôi thôi. Nói cho cô nghe, lúc này con bé Nhí nó không thích ăn uống cái gì hết trơn hết rồi. Cô mua quà bánh nó cũng uổng công cô thôi. Là như vậy, có gì thì cô đưa tiền cho vợ chồng tôi, coi nó thích cái gì thì mua cho nó cái đó. Bà thấy sao tôi nói vậy có đúng không? Ông hỏi nhà tôi, ông nói đúng đó cô Tuyết. Con bé Nhí nó không ăn bánh kẹo gì đâu. Cô Tuyết, đưa tiền cho tôi đi. Cái tôi giữ, tôi mua sữa cho cháu nó uống nè. Mua thuốc bổ cho nó uống tốt hơn rồi cô. Dù thế nào em cũng phải lên thăm con, để bé Nhí cảm nhận được rằng em rất thương nó. Thôi mà cô. Nè, vợ tôi nói đúng đó cô à. Bây giờ cô có lên á, nó cũng không mở cửa đâu. Bé Nhí như vậy, em thật là lo lắng anh chị à. Trời ơi, lo lắng chi cô ơi. Nó hả, chỉ có tật là nói ít thôi. Nó không có bệnh hoạn gì đâu mà cô phải lo nhiều. Còn cô để dành thời gian lo cho cái thằng con trai hư hỏng của cô đó. Bây giờ cô Bin nó không còn nghe lời em nữa. Em nhờ anh Trung khuyên nó, nhưng mà không biết nó có chịu không. Nói thiệt nha, tôi thấy thằng nhỏ nó hư hỏng nặng lắm rồi. Nó tới đây nó thăm bé Nhí, nó đi thẳng vô trong nhà, nó đi thẳng lên trên lầu. Ai ngồi đây mặc kệ, không thèm chào hỏi ai một tiếng nào hết trơn hết trọi. Cô thấy nó hư chưa? Anh chị cho em lên thăm bé Nhí chút ngang. Nè, nè. Trời ơi. Không có. Đâu biết. Bé Nhí ơi, mẹ tới thăm con nè. Mẹ có mua quà cho con nhiều lắm. Nào là bánh rồi kẹo. Đặc biệt là con gấu này xinh lắm nè. Mẹ biết thế nào con gái mẹ cũng thích con gấu này thôi. Nè, bây giờ con cầm con gấu này đi nha, để mẹ lấy bánh kẹo ra ha. Đây nè, ngon quá. Những bánh kẹo mà con thích không đó. Hộp quà đẹp chưa? Nè, mẹ tặng con thêm phần quà nữa nè. Đó, con nhìn con gấu coi có xinh không. Nè. Bé Nhí à, bé Nhí đừng mà con. Bé Nhí, đừng mà con.
Dạ, alo em nghe nè chị ơi. Thảo ơi, em có rảnh không Thảo? Dạ, em cũng đang đọc sách thôi. Mà có gì gì không chị? Em ơi, chị thấy mệt trong người quá. Có lẽ chị không đủ sức để nấu cháo cho cô Bin. Tuy là xuất diện, nhưng mà cô Bin nó còn yếu lắm. Chị đã mua bồ câu và đậu xanh. Thảo, chị muốn nhờ em qua nấu cháo giùm chị. Dạ, được rồi chị. Em sẽ qua nhà chị liền nha. Chị làm phiền em quá, nhưng mà không biết nhờ ai bây giờ. Có gì đâu chị, em qua nấu cháo, tiện thể thăm chị luôn mà. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em nha. Dạ, em chào chị ạ. Chị à. Chị ăn cháo đi cho nóng. Cháo bồ câu em nấu á, chị ăn sẽ mau lấy lại sức khỏe lắm luôn á. Để chị qua đó ngồi. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm Thảo. Đúng là trong những lúc như thế này mới biết ai tốt với mình. Em chỉ nấu cháo thôi mà chị. Em xem chị như là chị gái của em vậy đó. Mà cô Bin lại là học trò của em nữa. Nên em thấy rất vui khi mà em được lo lắng cho chị và cô Bin. À, cô Bin nó không muốn nói chuyện với chị. Chị thấy nó muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Em khuyên răn nó giùm chị nha. Thôi chị ăn cháo đi rồi chị nghỉ ngơi đi. Em sẽ mang cháo lên cho cô Bin và em sẽ nói chuyện với nó. Chị ăn đi. Em ăn lên cho nó nha. Dạ. Em thiệt là tốt. À Thảo nè, chị muốn nói chuyện này. Hay là em qua đây ở với chị được không? Nhà chị rộng mà có hai mẹ con. Có em qua đây ở, chị sẽ vui hơn. Với lại em ở bên cạnh thì hai chị em mình tâm sự với nhau dễ hơn. Chị yên tâm đi, em sẽ thường xuyên qua thăm chị. Em ở một mình tiện hơn. Bây giờ thôi em đem cháo lên cho cô Bin nha. Chị ăn đi, cháo còn nóng nè. À, được rồi. Nhớ ăn hết nha chị, em nấu á. Ừ. Bin. Cô ơi, hình như mẹ em dưới nhà sao á. Cô xuống cô coi giùm em đi. Cô đã đưa cháo cho mẹ em rồi. Cô có nấu cháo bồ câu đậu xanh cho em nè. Em chơi game cả ngày chắc là đói rồi. Nè, ăn đi cho nóng. Em không đói mà cũng không thể ăn. Cô đem về đi. Nè, cô đã mất công nấu cháo như vậy rồi. Hay là em còn ghét cô hả? Thật ra thì cái hôm vào bệnh viện em đã hết ghét cô rồi. Nhưng thôi được rồi, để em ăn cho. Chưa cô.
cô ơi, nói thiệt nha, đôi lúc á, trước mặt cô em thấy em nhỏ bé lắm. Lúc khiêu chiến với cô á, thấy cô cứ không có sợ em, mà em cũng có thoáng chút chùn bước. Đối với cô á, em lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan. Cô có giỡn không vậy? Em mà ngoan hả? Cô thật sự rất quý em mà. Cô dạy em nên cô biết trước đây em rất là ngoan. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nên em mới như vậy đó. Cô tin một ngày nào đó thì cô Bin của cô cũng sẽ trở lại như xưa. Em mà còn có thể như vậy sao? Cô có biết á, vì sao em trở nên như vậy không? Giờ em đã mất hết tất cả rồi, mất hết mọi thứ luôn rồi. Nào là ba mẹ, mất cả em gái, mất cả cái hạnh phúc gia đình luôn rồi. Em không muốn chấp nhận sự thật đó. Em cũng chả muốn đối diện với nó nữa. Nè, chính vì vậy mà em chơi game suốt cả ngày sao? Chỉ có game mới giúp em trốn khỏi cái thế giới đáng ghét này thôi. Em nghĩ game hiệu quả như vậy sao? Thực ra nó... Em biết cô định nói gì mà. Em biết cô tốt với em, nhưng em mong cô đừng có can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em mà. Game á, nó có tác hại gì em không cần biết, vì bây giờ nó đã trở thành một phần cuộc sống của em rồi. Em phụ thuộc vào game đến như vậy sao? Cô không tin, đó là quyền của cô. Nhưng em không có ý định bỏ game đâu. Vậy cô cũng nói cho em biết, cô thật sự rất mong em thay đổi, và cô sẽ khiến em thay đổi. Cô sẽ khuyên em mãi, cho dù là cô có nói đi nữa em nghe hay không nghe. Em ủng hộ ý kiến của cô, nhưng em chắc chắn là cô sẽ mau thay đổi ý định thôi. Em cứ chờ xem, cô không bỏ ý định đâu. Mà thôi, cô về nha. Dạ. Có gì ngày mai cô ghé qua nha. Dạ. Cô thật sự rất quý em mà. Cô dạy em nên cô biết trước đây em rất là ngoan. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nên em mới như vậy đó. Cô tin một ngày nào đó thì cô Bin của cô cũng sẽ trở lại như xưa. Em phụ thuộc vào game đến như vậy sao? Cô thật sự rất mong em thay đổi. Dạ chị cho em thử uống cà phê. Ta mong mơ vỡ một ai giấc mơ hồng. Cô Phi đang làm gì vậy chị? Ta chỉ có là đêm tối. Giờ trong nỗi xót xa chợt nhận ra, ngày tháng bên nhau là hạnh phúc đời mình. Anh nhớ những ai xin chưa quên đường về. Mái hiên nhà xưa đông đầy nhớ thương. Anh cho em được chăm sóc anh.